chào các bạn đã quay lại với kênh Đánh Giá Xe. Và mình đang xem cái hệ thống gương một tí. Cùng giới thiệu các bạn luôn, đây là dòng xe mới của tập đoàn Zac. Và đây mình đang thích nhất là cái hệ thống gương này. Đang lên xem cái gương. Xe này là định danh là xe N650 và có tải trọng là 6,5 tấn. Những cái xe này đây là có kích thước thùng là 5m3 x 21 và cao là 2m1. Đối với thùng bà thùng kín, đây là một trong những kích thước đang phổ biến nhất trên thị trường hiện nay đối với dòng xe khoảng từ 5 tới 8 tấn. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dòng xe mới N650 này các bạn. Mời các bạn cùng mình sẽ đi tham quan chiếc xe. Thì không như mọi lần nữa, mình rất là thích cái hệ thống gương 2 tầng ở đây. Đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn trước hệ thống gương 2 tầng. Đối với cái hệ thống gương này, thường là xe khoảng tầm 7-8 tấn trở lên mới đầu mới có hệ thống gương 2 tầng này. Ở đây thì xe đã được trang bị cái hệ thống gương rất là lớn này, dễ quan sát hơn. Ví dụ như cái gương cầu lồi đây có đường kính khoảng tầm 30cm. Như mình lái thử thì chạy nhìn rất là rõ ở phía trước này, rất là dễ quan sát. Còn đây là cái gương mình nãy giờ đang xem rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể đi xe này để xem cái gương này. Đây là hệ thống gương rất là lớn các bạn. Quan sát dễ, cái này quan sát phía sau rõ từng cm. Đây gương này nó nhìn vệt bánh ở đây nữa, rất là dễ quan sát các bạn nha. Còn gương này giống như mấy gương xe tải nặng này. Mình thích nhất năm nay được cải tiến cái dòng xe này là cái gương này. Rồi, mình sẽ cùng nhau để tham quan nói sơ về cái ngoại thất của chiếc xe này một chút. Thì đây là dòng xe Zac 6,5 tấn N650. Cũng rất là nhớ các bạn, 6,5 tấn thì là 650. 6,5 tấn N650. Thì định danh dòng N này thì là xe thiết kế đầu vuông. Nhưng mà cái đầu vuông này là khác với những cái đầu vuông trước mình đã giới thiệu các bạn. Đây đầu vuông với cái đây gọi là thiết kế đầu rộng, tức là cái cabin rất là rộng các bạn. Cabin rộng. Chúng ta ở đây chúng ta vẫn có cái thiết kế vuông vức đang rất là thịnh hành trên thị trường hiện nay. Phía dưới chúng ta vẫn có logo Zac, mạ chrome hết sức là sang trọng ở đây các bạn nhé. Thiết kế vuông vức và sang trọng. Phía dưới này chúng ta có thiết kế mặt la răng là đường bậc thang và cũng là mạ chrome luôn để lấy khí vào. Bên dưới thì chúng ta có thêm cái cản này, bên trong là một lớp sắt và bên ngoài này là lớp nhựa các bạn. Cái cản bên ngoài là nhựa và cái tích hợp với cái đèn sương mù ở đây thì đảm bảo cho quý khách hàng chạy những cái đường mà xấu, và đường xấu thì nó sẽ hoặc đèn sương mù thì an toàn hơn rất là nhiều. Và đây là cái cục đèn mình thích đây, các bạn thể thấy là thiết kế hình chữ nhật rồi hình thẳng đứng, tích hợp đèn xi nhan và đèn pha. Chúng ta có thể điều chỉnh cái hướng nhập pha này, ở trong bên trong nó có một cái nút nữa. Các bạn thấy là thiết kế cực kỳ là đẹp mắt đối với dòng cabin đầu vuông. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiến về bên này để chúng ta xem nó là còn cái gì nữa trên chiếc xe này. Rồi. Anten ở đây. Yeah. Hình như là cũng không ai mà kéo cái anten lên phải, mình kéo thử xem. Ấy da, cũng dài nhỉ. Ôi, lần đầu tiên mình kéo cái này hết đấy, rất là dài các bạn. Bỏ xuống đi, anten radio nhá. Ở phía trên kia nó còn có cái đèn ở trên đó, cái đèn nhỏ ở trên phía trên đó mà hơi cao nên không thấy đâu. Ở trên đó hai đèn định vị trên nhá. Rồi chúng ta vẫn sẽ đi bên cánh cửa bên tài trước đi. Thì bên này xem nào, chúng ta có thêm một cái đèn xi nhan bên cạnh để cho những khách hàng, những xe đi bên cạnh dễ quan sát hơn. Có một cái giải phản quang ở đây để bước lên xuống. Rồi tiếp theo là tay nắm cửa kiểu ngang như kiểu xe hơi. Tiếng cửa các bạn thấy đóng rất là êm nha các bạn, mức độ gia công rất là tốt, nhíp vào luôn đấy. Rồi các bạn thấy đấy là kiểu nhíp vào. Rồi đây chính là cái khoang cabin rộng lớn mình nói là khác với cái dòng khác ở chỗ này đây. Chúng ta có cái cửa này thì thiết kế vẫn giống dòng xe đầu vuông, có nãy cửa chốt an toàn. Bên trên này thì chúng ta có thêm cả cái điều chỉnh kính nữa, hộc để đồ, để nước và hệ thống loa. Nói chung chiếc cửa này thì không cần gì phải cái,
của cái ron cao su thiết kế rất là tốt các bạn, mềm nhựa rất là cao. Rồi và mình sẽ bước lên nha các bạn. Ồ, cái xe này rất là cao các bạn ạ, rất là cao nha. Rồi chúng ta vẫn có cái thiết kế quen thuộc của dòng N series là thiết kế theo kiểu xe đua là ôm người, nói là kiểu xe đua đi lên xuống diễn ra nhà ra phía sau. À, do là cabin rộng nên chúng ta có cái góc cả ghế là cao hơn, chúng ta muốn nghỉ ngơi thì nó cũng sẽ diễn ra hơn. Đây các bạn thấy là kéo nằm ở ra luôn. Ok, giá cái ghế này là cực kỳ tốt cho các bạn, và khách hàng nào thích thì về có thể bọc da thêm, cũng rất đơn giản thôi. Và đây là chỉ cái vô lăng. Vô lăng chúng ta là vô lăng N series là 4 chấu. Thiết kế thì như mình đã nói là cái chất liệu nhựa này là chất liệu nhựa mềm này. Các bạn thấy chất liệu nhựa mềm. Đây có một cái logo rắc nhỏ nhỏ đây nhìn rất là đẹp. Còi. Bên cạnh thì cái dòng xe này thì cái vô lăng đã có cái nút điều chỉnh âm lượng ở chỗ này rồi các bạn. Đây chúng ta có thể thấy nút điều chỉnh âm lượng ở chỗ này. Lên xuống to nhỏ, tắt luôn khi chúng ta nghe điện thoại. Ở phía trên này chúng ta có cái mặt đồng hồ, thì để tí nữa mình lấy cái xe nào mình mở cái đồng hồ các bạn xem, hiển thị đầy đủ tất cả tính năng của xe và cho chúng ta dễ dàng quan sát hiện trạng của xe, như có bầu hơi này, tốc độ này, có đồng hồ kỹ thuật số đây nữa, rồi vòng tua máy, dầu, nhiệt độ máy, đầy đủ các bạn. Bên cạnh chúng ta có thêm cái cửa điều hòa, điều chỉnh lên xuống trái phải bốn hướng. Những nút chức năng thêm, cái này cái hai nút này chưa có. Đây điều chỉnh đèn xa gần đây. Này, đèn pha xa gần. Chúng ta sẽ xích qua bên này một chút. Xích qua bên này một chút thì chúng ta có hệ thống radio. Bây giờ xe này chưa có bình nên chưa bấm lên được. Hướng gió. Điều chỉnh hướng gió này, gió trong, gió ngoài. Tốc độ gió. Và như mình đã nói thì hệ thống máy lạnh của xe AC, hệ thống máy lạnh của xe thì cực kỳ tốt. Xe rác có được cái hệ thống máy lạnh cực kỳ tốt nha các bạn. Đèn báo hiệu. Tiếp tục có cái này. Các nút chức năng thêm, quý hàng nào muốn độ thêm gì thì độ. Cái này chúng ta có một hộp để đồ nhỏ để những cái đồ trong này nữa. Rồi, đây chính là hộp số của xe thì có là 6 số. 6 số tiến và 1 số lùi. Đây. Cảm giác vô số thì ok. Cảm giác vô số là rất là nhẹ các bạn nha. Nói chung là dòng N series là vô số là nhẹ nhàng rồi. Dòng xe rác năm 2019 này cải tiến rất nhiều về cái hộp số và động cơ các bạn. Gần như thay đổi hoàn toàn. Mà phải nói là một dòng xe mới không mà các bạn. Rồi mình sẽ qua bên đây để xem cái hộp để đồ. Đấy, hộp để đồ. Cái cũng vừa phải thôi, để được một chút đồ trong này. Rồi, nhưng mà chất liệu nhựa thì các bạn cứ yên tâm nha. Chất liệu nhựa của những cái xe này thì cực kỳ là cao cấp rồi. Các bạn có thể thấy nè. Nhựa thiết kế sần chống bám chống vân tay. Đấy. Rồi, như vậy mình nói mà. Như nói là mình thích cái gương này. Xe 6 tấn rưỡi và như một trang bị gương to bản 2 tầng như kia các bạn thấy nè. Nhìn thấy bánh xe luôn. Đấy, nhìn thấy đằng sau, đuôi. Rất là dễ quan sát cho các bác tài đối với gương to này. Rồi gương cầu lồi phía trước các bạn có thể thấy. Đó, quan sát phía trước. Bên cạnh chúng ta thấy các tay nắm cửa này, tay nắm trên để giữ này, trần. Đối với trần xe thì vẫn là trần mộc nỉ các bạn, mà cảm giác sờ rất là sướng, sướng tay. Rồi chúng ta vẫn được trang bị một cái cửa lấy gió ngoài nhá. Ta có thể gạt cái nút này, lấy gió phía trước hay lấy gió phía sau đây. Đây, bên này nữa, cần chắn nắng này, thì cái to bản, đi trời nắng còn chắn được. Bên cạnh thì chúng ta có thêm đèn. Rồi một cái gương nhỏ quan sát phía sau. Đây. Rồi. Như các bạn thể thấy là mình quay cabin cực kỳ rộng. Ghế ngồi, hai chỗ ngồi. Bên cạnh bên phụ này rất là rộng nha. Sau này chúng ta còn có hộc để đồ nữa. Chúng ta sẽ có thêm cái hộc đây. Mình bấm xuống các bạn xem nha. Đây chúng ta khi gập xuống ấy, chúng ta sẽ có thêm một cái chỗ để đồ nữa. Để đồ ngay đây.
sau này có cái hộp để đồ quần áo hay gì nhỏ nhỏ chúng ta để đây được, một cái tay quay. À mình quên nói các bạn là xe được trang bị thắng hơi. Ta có một cái thắng đây, chúng ta bóp lên. Đây thắng hơi nhé các bạn, cc nhé. Đây là thắng hơi của xe. Rồi chúng ta sẽ cùng bước xuống để xem trái tim của chiếc xe này như thế nào. Đây cũng là một dòng động cơ hoàn toàn mới. Để mình mở lên và mình giới thiệu với các bạn dòng động cơ mới này nhá. Mình vừa xong thả ra nó tự bật lên rồi. Đây chính là trái tim của xe mà mình đang nói với các bạn này. Đây là trái tim của chiếc xe này. Một dòng động cơ là công nghệ Đức nha các bạn. Đây là một động cơ mình nói sơ qua đó. Đây là dòng động cơ của FEV của Đức, liên kết với lại bên chỗ tập đoàn Zach để sản xuất cái động cơ này. Đây, cái động cơ của chúng ta đây. Đây các bạn có thể thấy là mã động cơ là D30TCIM1 này. Công suất là 115kW trên vòng quay là 3.500. Mô men là 400 trên vòng quay từ 1.500 đến 2.700. Đối với cái động cơ dung tích xi lanh khoảng 2.97 mà có cái công suất và cái mô men như vậy thì các bạn cứ yên tâm là xe sẽ đảm bảo cái yêu cầu chở hàng của các bạn nhé. Xe này thì các bạn thấy là cái động cơ đã được là động cơ đô 4 nên là hệ thống phun dầu điện tử. Các bạn có thể nhìn thấy cái động cơ này khác những động cơ mình quay trước các bạn nha. Đây các bạn thấy này, động cơ thiết kế hết sức tinh xảo. Đây là cái này là hợp kim nhôm các bạn. Xe được thiết cái động cơ này được thiết kế bằng cái hợp kim nhôm nên là giúp cho cái trọng lượng của động cơ là đã giảm đi rất là nhiều rồi các bạn. Động cơ hộp số. Mình nhắc lại đây là động cơ công nghệ Đức cho các bạn. Máy cực kỳ là êm. Để tí nữa mình sẽ chạy thử mình cho các bạn nghe cái tiếng động cơ này. Đây. Cái hộp số là 6 số tiến và 1 số lùi ở phía dưới này nữa. Do là xe trang bị công nghệ Euro 4 và thực tế là xe này nước ngoài đã là đăng ký xe Euro 5 rồi. Thì chúng ta có thêm một bình phụ gia đây nữa. Thì chúng ta vận chuyển trên đường sẽ đổ, nó sẽ tích hợp đổ thêm một cái bình phụ gia đây nữa này. Đây là xe đã nước ngoài, đó là xe Euro 5. Rồi. Đối với những chiếc xe này á thì tất cả bộ phận trên xe thì các bạn có thể thấy là được trang bị hệ thống cảm biến rất là nhiều và nó sẽ báo hiệu lên cái đồng hồ táp lô phía trên mình đã giới thiệu với các bạn ở trên kia. Và đây cái bộ phận này các bạn đang xem đây là bộ phận phân bổ lực phanh, thì nó sẽ có cảm biến để cảm biến cái tải trọng của xe để phân bổ lực phanh ở cái bầu hơi ra một cách là chuẩn xác nhất với cái hệ thống mà phân bổ lực phanh ở đây các bạn. Nó sẽ có hệ thống cảm biến ở đây. Cảm biến đây sẽ phân bổ lực phanh cho các bạn. Và cái xe này điều đặc biệt nữa là được trang bị cầu lớn, cầu đúc và xe là có hệ thống lốp là 8, 2, 5, 16. Đây các bạn có thể thấy những cái bộ phận này khi quay lên video là các bạn có thể thấy là rất là chi tiết nha các bạn. Chúng ta có bình hơi bằng nhôm. Đây, lốp xe được trang bị là lốp 8, 2, 5, 16 nha các bạn. Lốp đôi 16 lốp bằng nhau thì đảm bảo cho các khách hàng là chở hàng hóa một cách là an toàn nhất ở trên đường. 6 tấn rưỡi và lốp là 8, 2, 5, 16. Cái hộp dàn nhíp ở đây là mình đếm nha. Nhíp ở đây là chúng ta trang bị nhíp là tới 12 lá và được trang bị làm 2 tầng. Đây các bạn thấy này, nhíp 12 lá và 2 tầng kết hợp với giảm chấn thủy lực, có những cái gối đệm ở đây nữa. Gối đệm ở đây thì đảm bảo cho khách hàng chở hàng hóa là cứ phải yên tâm là tuyệt đối. Và mình cũng xin nói sơ qua về dàn chassis này. Dàn chassis của Zach là một ưu điểm rất có nhiều ưu điểm rất là lớn. Mình nói vì sao? Vì tập đoàn Zach thì có một cái máy là máy dập nguội 6.000 tấn, là một trong những máy là lớn nhất trên thị trường hiện nay, là sẽ dập nguội thành hình cái xe này luôn để đảm bảo cái chassis chắc chắn và không bị cong vênh. Và thực tế là cái tập đoàn Zach ấy là nó đã rất nổi tiếng về cái dàn chassis rồi, là một trong những chassis nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Và kết hợp với dòng động cơ Đức, nữa thì các bạn cứ yên tâm về cái chất lượng. Các bạn có thể xem chi tiết những bộ phận của xe đều đã được trang bị hệ thống cảm biến hết.
Và dòng xe này thì đã được khai thác trên thị trường thế giới là đã nhiều năm nay. Việt Nam mình á thì mới lên Euro 4 nên chúng tôi mới nhập về thôi. Còn đối với dòng động cơ xe này được trang bị trên thế giới đã nhiều năm rồi nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đây, có thể quay chi tiết cho các bạn xem sơ qua về cái động cơ, những cái bộ phận linh kiện nhìn hết sức là sắc sảo ở đây. Hệ thống dây điện đi rất là rành mạch thì giúp cái hàng sẽ dễ quan sát và xem hơn. Quạt ở trên này nữa. Hệ thống chassis vô cùng chắc chắn. Đây, các bạn có thể thấy. Đây, vậy là các bạn có thể thấy là dòng xe Jack N650 hoàn toàn mới của bên tập đoàn Jack, động cơ Euro 4. Thì bây giờ rất là nhiều sản phẩm ở đây rồi. Thì các bạn thấy nhanh tay đặt hàng hoặc có nhu cầu thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ tới số điện thoại hoặc là để lại bình luận bên dưới để mình sẽ làm video chi tiết hơn, hoặc là có hỏi về cái thông số sản phẩm thì các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp cho mình, mình sẽ báo giá. Hiện tại thì xe có ba thiết kế là thùng bạt, thùng lửng và thùng kín. Thùng bạt và thùng kín thì có kích thước là 5m3, rộng là 1m1 và cao là rộng là 2m1 và cao là 21, tức là phù hợp chở tất cả hàng hóa cho các bạn. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ để xem những video mới nhất. Xin cảm ơn, xin chào.